Chiều ngày 29 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, trường Đại học Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức tọa đàm với chủ đề: Đổi mới hoạt động công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp trong bối cảnh ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Với chủ đề Đổi mới hoạt động công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp trong bối cảnh ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, tại buổi tọa đàm các đại biểu là cán bộ giảng viên từ trường Đại học Công đoàn và các phòng ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Liên đoàn Lao động các huyện thành phố đã trình bày các tham luận tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến thách thức đặt ra trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đối với tổ chức công đoàn khi tổ chức của người lao động được thành lập trong doanh nghiệp. Những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền vận động người lao động khi tổ chức của người lao động được thành lập trong doanh nghiệp. Giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả, xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó, buổi tòa đàm còn tập trung làm rõ một số vấn đề về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nâng cao hiệu quả, thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước tập thể doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Buổi tòa đàm không chỉ giải đáp những thông tin liên quan đến tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp mà còn nêu ra những khó khăn thách thức, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn khi tổ chức của người lao động được thành lập trong doanh nghiệp.